Hello, Bình Tao xin chào tất cả các bạn. Người ta bảo rằng một cây làm chẳng có nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tuy nhiên trường hợp này thì lại khác hoàn toàn. Ba cây mà chụm lại thì tan hoang cửa nhà. Đúng là giặc bên ngô cũng chẳng bằng bà cô bên nhà. Lâu lâu con pet nhà bà sang rủ con pet nhà mình lượn lờ, mà mỗi lần chúng nó gặp nhau là tới công chuyện liền. Vâng, do chúng quá là siêu quậy nên là toàn làm ra những cái trò chơi ngu lấy tiếng thôi. Tiện đây thì mình sẽ trưng luôn cái camera nhà mình cho các bạn chiếm ngưỡng nhé. Đảm bảo là cười tẹt ga là thoải mái luôn. Còn mình thì khóc một dòng sông. Nếu như bạn chưa biết, ăn vụng là cả một nghệ thuật đấy. Ăn sao mà không ai thấy, nếu có phát hiện cũng chẳng ai hay. Nhưng tiếc thay, với cái mõm big size này thì chú chó vẫn bị cậu chủ bắt quả tang. Có vẻ nó hảo xúc xích to với cả dài thì phải. Nhìn kia, khoái khoái. Chưa hết đâu nhá, sẵn đây mình giới thiệu luôn những nhân vật vàng trong làng ăn vụng. Đây là chú chó vô cùng là thông minh, đã đứng bằng hai chân sau và đẩy một chiếc ghế tiến về phía quầy bếp. Nơi đó là cả một thiên đường đồ ăn đang chờ nó chén. Chủ nhân của chú chó đã nhanh chóng tóm được kẻ ăn vụng mưu mô này tại trận luôn. Tuy nhiên, còn mấy kế sách rớt gì vào này nọ nữa đến từ mấy đại bót lắm lông nhiều kế. Giống như thế này này, khi quá thèm ăn bánh nhưng đợi đến khi thổi nến thì quá là lâu. Chú chó đã diễn một màn kịch hoàn hảo, không hề giả chân một xíu nào. Đó là... mới đầu, sấn vào chủ để đùa nghịch, dễ người và đúng như kế hoạch. Bánh đã bền mõm ta, ngon quá đi thôi nào. Nhạc beat luôn vang trong đầu, đam mê luôn chảy trong máu, mà thể thao thì luôn rực lửa trong người. Các bạn đang liên tưởng tới ai? Còn mình thì mình đang nói con pet nhà mình đây này. Đấy, nhìn cái cách chú ta chăm chú coi bóng đá là hiểu đam mê đến nhường nào rồi. Ây, sút vào! Chú ta cũng không quên nhảy cẫng cả lên ăn mừng chiến thắng, hòa cùng không khí cuồng nhiệt này. Đấy, ở nhà xem qua màn hình mà nó còn bung lụa đến thế kia. Kiểu này rất xa sân vận động, có mà nhảy cả xuống quẩy quẩy luôn quá. Hết nhạc con về, hết nhạc con về, con đã bảo rồi hết nhạc con về. Nói đến mấy cái loài hay tay máy, trêu này nghịch nọ thì không thể thiếu cặp đôi chuyển kiếp chó và mèo. Đang say sưa giấc nồng thì mèo ta bất ngờ gọi chó ta dậy. Trong cơn mê man phê pha mặt còn chưa tỉnh, chưa loát kịp thì... ôi dồi ôi, tim tôi đau quá men. Cái đếch gì thế này? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Cú ta trời giáng của mèo đã khiến chú chó sốc nặng. Cuộc sống mà, từ giờ mèo có tin ai được nữa. Cơ mà mèo ta nhanh tay quá, vừa chớp lấy thời cơ là úng liền. Chắc nhịn lâu lắm rồi, giờ mới được bung phải không mèo? Không chỉ chó mèo mà chó cũng lắm chuyện phải biết. Trước mặt thì yêu thương vuốt ve rườn rượt. Nhưng, vui thôi, đừng vui quá. Chú chó trắng đã bị cảnh cáo bằng cái mõm siêu to khổng lồ của chú chó mực. Lần này là cắn cổ, lần sau cắn gì không biết đâu đấy nhá. À, thì ra mày chọn cái chết. Bởi vậy đừng có mà, được nước làm tới. Trước mắt bạn là gì? Chẳng có gì đặc biệt ngoài sự hiện diện của chó và mèo. Kịch hay thì phải để đoạn kết này này. Chó ta xâu xé gì ở chiếc ghế sofa mà khiến mèo ta đứng hình mất 5 giây? Phải chăng chó ta thật là ngầu? Ôi không, không chỉ đứng hình đâu nhá, nó còn từ ngất xỉu luôn kìa. Ái chà chà, chắc là mê chó quá không nói thành lời đúng không? Đúng là dại trai đầu thai mới hết nhá. Dù đã đi qua mười mấy cái nồi bánh chưng rồi mà mình đây chỉ biết ăn với cả học. Như thế có được coi là mò sách không nhỉ? Cho đến khi mình gặp em pet này thì đúng là mình phải nhìn nhận lại chính bản thân mình ăn hại quá mức. Vì sao ư? Các bạn hãy nhìn đi là nể liền. Oh wow! Chú chó bộc lộ cái máu nghệ trong người, tự tin trình diễn tài chơi piano và hát như một nghệ sĩ thực thụ. Ôi, mình xem mà mình phát cuồng luôn các bạn ạ. Kiểu này quay sang làm fan của chó. Vắt hai cái chân lên trước và các phím để tạo ra một bản nhạc cho riêng mình, đầy cảm xúc và thăng hoa. Dù chú chó phát ra những âm thanh giống như là đang hát vậy đấy. Ái chà chà, trong khi biểu diễn, chú chó còn tỏ ra rất là tập trung.
cái đuôi liên tục vẫy một cách rất là nhiệt tình. Đúng là tài cao, kiểu này mà tàn gái thì có mà hết sảy khuyết nhanh chóng. Nuôi thú cưng là cách để nhiều người thư giãn, giải trí, có thêm bạn để mà vui đùa mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng, ngoài những lúc vui vẻ thì cũng có những khoảnh khắc bạn phải nhận trái đắng từ chúng đấy. Và cùng Pitop cười vỡ bụng với những khoảnh khắc đội quân thú cưng phản chủ ngay sau đây nhé. Đúng là có muôn kiểu tấu hài đi vào lòng đất của hội động vật thú cưng. Không có thì buồn, mà có chúng một cái là lại tức lại quọng, thế mới khổ chứ lị. Điển hình như trường hợp sau đây, đang say sưa tập luyện thì mèo ta cũng hí ha hí hửng làm theo. Oh my god! Wow! Eo ôi màu mè thế, để xem mèo ta có làm ra trò trống gì không. Mới chỉ là màn khởi động xương xương mà cô ả đã bộc lộ cái nét rất gì vào này nọ rồi. Khi mà cô chủ chuẩn bị xoạc, xoạc nhá anh em, thì mèo ta nhanh như chớp đớp lấy chỗ đấy. Thế có chết không cơ chứ? Một lần nữa là cút xéo lăng cùng chẻo đấy nhá. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Nói chung, bài học rút ra là đừng bao giờ tập yoga mà có những con mèo này ở bên cạnh. Chúng sẽ làm ra những chuyện bạn không tưởng tượng được đâu đấy. Ở Việt Nam có món thịt chó nhưng tuyệt nhiên bên nước ngoài họ xem chó như một người bạn rất là thân thiết. Vậy nên mình nghe cái câu thịt chó phải có mắm tôm là thấy sai sai rồi. Đấy lại bảo không sướng đi, chúng được hầu còn hơn cả ông hoàng bà hậu. Ăn nằm ngủ thậm chí là đầm, đầm là tắm nữa nha anh em. Mà sướng quá thì hóa điên, có voi đòi hai bà trưng luôn. Giống như đại boss sau đây, độ nghịch độ chây lì thì khỏi phải bàn. Chỉ khổ thân ông chú đã phải nhọc nhằn, tốn công tốn sức tắm tát cho nó sạch sẽ trắng trẻo thơm tho. Mà nó cũng có chịu nằm yên vị cho mình làm đâu. Cứ mở vòi nước tắm cho nó là xác định mình cũng ướt từ đầu đến chân luôn. Khổ quá mà. Người thì đang béo rồi mà nó có chịu để yên cho tôi tập thể dục giảm cân đâu. Cứ loi nhoi như thể là cả tỷ năm rồi không gặp vậy đó. Ai khóc nỗi đau này, lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Trước khi đi làm mình đã dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy. Vậy mà tối về, nhìn cái nhà không khác gì bãi rác. What the hell? Check camera thì mới lòi ra thủ phạm, không ai khác là chó với cả mèo. Trời ơi, có tin được không? Từ lúc mình đi chúng quẩy như là lên ba, bay lóc phá phách các kiểu như cả năm rồi chưa được đi chơi vậy đấy các bạn. Càng nhìn lại càng tức, mà nói chứ, giận là giận mà yêu vẫn yêu. Cái tình yêu động vật bất tận này có thể bỏ qua hết tất cả mọi lỗi lầm. Mà được cái nó khôn như là chó vậy đấy, ngồi nghỉ ngơi uống nước cũng sấn sấn lại ngồi làm lành. Thề luôn, tưởng nó tốt lành thế nào. Và nó tốt thế này đây chị em ơi. Ô là trời, đoạn này tôi tiền đình tăng sông mất thôi. Cốc nước người ta đang uống dở mà nó cho hẳn cái bàn chân vô cùng sạch đẹp và đẹp đẽ của nó vào để chấm chấm mút mút. Wow. Hỏi xem ai mà chịu được cơ chứ. Nhất là cái bộ mặt làm ngơ của nó nữa cơ. Và này không đuổi ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi nhá. Đây chính là bằng chứng cho thấy bọn mèo là bọn khôn danh, lắm mưu nhiều kế nhất quả đất. Tội nghiệp cô chủ nhỏ, lon ton chạy ngang qua trước mặt con mèo mà nó thò chân trước ra để ngáng. Đến mình đây, lớn cái đầu rồi còn bị nó lòe, huống hồ gì là mấy đứa con nít. Chùm cuối mới khiến bạn bất ngờ đây này. Chuyện là anh trai chị gái chuẩn bị vào tiết mục ăn cháo. Mọi thứ đâu vào đấy hết cả rồi, chỉ việc đập vào nhau mà chén thôi. Thì từ đâu có một con vật đột nhiên xuất hiện. Rồi trời, nó cay thế nhở. Miếng ăn răng đến miệng rồi có không được. Mèo ta đúng là cái con kỳ đà cản mũi. Đi mẹ cuộc đời, đi con mẹ cuộc đời, đi mẹ cuộc đời. Là anh trai không biết rồi. Ý của nó là như thế này này, tránh ra cái anh trai kia. Ai cho phép anh được hôn cô chủ xinh đẹp của tôi hả? Ui giời ơi, dê mái lồ đi mẹ. Mấy thằng ốt con này đi mẹ mày tuổi lô. Ô là trời, cười muốn sái cả quay hàm luôn. Vâng, sau khi các bạn đã cùng tính top điểm qua hàng loạt những khoảnh khắc ôi rồi ôi của thế giới động vật thì các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại chia sẻ phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé. Còn nếu như các bạn muốn tìm kiếm thêm một chủ đề nào đó hay ho, hấp dẫn hơn nữa thì hãy để lại chia sẻ phía bên dưới. Còn bây giờ đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông để theo dõi ủng hộ yêu thương Pitop. Xin chào và hẹn gặp lại!